Kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Xin chào anh ơi. Rồi, xin mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã đến với kênh Bonsai Lợi Huy. Tiếp tục hôm nay thì em cũng xin giới thiệu bà con mình một số tác phẩm nhạc cũng một số đồ độc lạ với lạ để giao lưu cho bà con của mình. Qua số điện thoại của em 0772 8772 78. Em ở tại khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha. Và em cũng chân thành cảm ơn bà con mình đã ủng hộ em những clip vừa qua. Thì đầu tiên em xin giới thiệu bà con của mình, đây là mã số 1N nha bà con. Ở một cái sạp ba thành nha, sạp ngũ sơn. Đó, rất là đẹp nha bà con. Đặc biệt sạp này là gỗ gõ ốc Singapore, người ta cắm kính luôn. Đấy bà con mình xem nha, từng những cái chi tiết đó bà con mình xem và đánh giá chất lượng giùm em nha. Đó, ốc là khỏi chê vào đâu nha. Màu là em bao đẹp cho bà con của mình, khi mà tới tận tay cho bà con của mình sử dụng luôn. Đó, con mình xem giùm em. Chi tiết là cũng được chạm đục khởi những nơi đây là chim hoa, sau đó khảm ốc vào nha. Từng những cái đường hoa văn nó được chỉ tơ tóc người ta làm rất là đẹp nha bà con. Đấy bà con mình xem nha, những cái màu ốc không? Sáng lóc lánh nha bà con, nó tùng nai. Đó, bà con mình xem rất là đẹp. Ngũ sơn là sao, là nó có năm cái nó năm cái bậc nha. Đó, năm cái bậc như thế này người ta gọi là ngũ sơn nha bà con. Đó, hầm nó rất là lớn và cao nha, để em đo báo thông số của bà con của mình luôn. Với cái chiều cao này thì em đo nó lên tới là 1m34. 134 là tổng cái chiều cao. Đây, còn nếu mà em đo chiều ngang như thế này nha. Chiều ngang mà em đo củ bì luôn á là nó lên khoảng là 2m13. 2m13 nha, hai cái thành luôn. Đó, bà con mình xem giùm em đây. Đó, chiều ngang này nha. Đó, còn chiều ngang bên dưới này luôn nha là 2m14 đó, là củ bì luôn đó nha bà con. Đấy. Còn nếu mà cái chiều rộng lên như thế này. Chiều rộng lên như thế này nó tầm khoảng là đây. 1m75 nha bà con, rất là lớn. Đó, em đo từng chi tiết cho bà con của mình luôn. Lọt lòng là 169. Đó, mặt là mặt đá bà con mình xem nha, nằm nghỉ trưa rất là mát. Chiều cao lên thì nó nằm tầm khoảng là 54 thôi nha, 54. Những cái thằng này là rất là dày, tất cả đều gấp bằng mỏng hết nha bà con. Thằng này nó dày 4 phân lận nha, gấp bằng mỏng. Đặc biệt cái sạp này á là đã được vệ sinh sáng bóng sạch sẽ toàn bộ hết rồi. Về bà con mình chỉ có việc là xài sử dụng luôn nha. Đó, không cần làm gì thêm nữa đâu nha bà con mình yên tâm. Nếu mà hàng xưa cũ mà mình để mình xài nằm lên thì mình trên thì nó không được thẩm mỹ cho máy nha. Nên em về em cũng đã lau chùi đánh bóng toàn bộ hết. Hàng này nói chung cũng từ 20-30 năm đổ về đây thôi nha bà con. Họ hàng bên em có sao thì báo bà con mình gì. Đấy bà con mình xem giùm em. Đó. Cái dìm này là rất là đẹp nha. Dìm này chiều sâu lên nó lên tới khoảng 35. Độ dày của cái khung thành này nó lên bằng 5 phân là rất là dày. Đó. Bốn chân là đầu lăn đuôi cá nha. Đó, mấy cái chân này cũng rất là dày nha. Nó lên tới khoảng là 1.6 lần nha bà con. Rất là to và nặng. Đó, đều gáp bằng mỏng hết. Chạm là khắc và khảm ốc là ba mặt nha, hai mặt bên hông mặt trước, mặc dù dắt phía sau thì không có khảm nha bà con. Đó, bà con một xem giùm em rất là đẹp. Đó, cây này nói chung không chơi vào đâu. Đó, những cái hoa văn tơ tóc à, cái đường cúc dây bà con mình xem người ta cảm nhìn rất là đẹp, nhìn rất là hồn luôn đó nha. Đó, mặt phía sau lưng đây bà con mình xem nó cũng rất là trơn tru nha. Nếu bà con mình có nhớ thì kết bạn Zalo để bên em hỗ trợ bà con của mình xem nha, và tư vấn đầy đủ hơn cho bà con của mình. Ở thì cây này thì khi đến tận nhà bà con của mình thì sẽ có thợ đến tận nơi để gắp cho bà con của mình luôn. Bà con mình cứ yên tâm nha, nó đến nhà thì bà con của mình chỉ có được sắp xếp nơi chỗ thôi, sẽ có mà thợ tự tận nhà gắp cho bà con của mình luôn. Đó. Cây sạp ba thành ngũ sơn này em giao lưu với bà con của mình có giá là 65 triệu thôi nha. Đó, cái giá rất là mềm, giá thủ nghệ dễ dàng cho bà con của mình sưu tầm luôn. Gỗ gõ ốc Singapore, về kiểm tra hàng giùm em, đúng hàng đúng chất lượng bà con của mình nhận, bà con mình yên tâm nha. Đó, rất là đẹp nha bà con, 65 triệu bao ship toàn quốc nha bà con. Đó, bà con mình xem. Rồi đến với mã tiếp theo số 2N. Đây là một cái bức tranh tùng hạt Trường Xuân rất là đẹp nha. Một bên là chim hoa đối với một cái bụi tre nha bà con. Đó, bà con mình xem nha, nhìn rất là vui vẻ, nhưng mà là mùa xuân Tết đến luôn, trăm hoa đua nở luôn nha bà con. Đó, tùng hạt Trường Xuân rất là đẹp. Bức tranh này đặc biệt là hàng chuẩn xưa. Đó, vì nó là gỗ gõ nha, và đặc biệt của nó là ốc là theo thời gian năm tháng nha bà con. Nói chung bà con mình nhìn cái hàng xưa và hàng gần đây, bà con mình nhìn là có thể đánh giá được cái chất lượng của nó ra, mình biết được cái thời gian, đó, tuổi đời luôn đó nha bà con mình xem giùm em. Đó, ốc là ngả màu vàng chanh theo thời gian năm tháng. Miếng gỗ giữa gỗ gõ liền khối nha. Bức này nói chung là cũng khá to và giá nó cũng khá là rẻ nha bà con, khá vừa luôn đó nha. Đó, chiều cao thì cái bức tranh này em đo nó lên tới khoảng 81 thôi. Tổng cái chiều dài như thế này là 138 lần nha bà con. Miếng giữa là liền nguyên khối nè. Miếng giữa này nó dài chiều dài lên là khoảng là 45. Đó.
45 nha. Chiều dày khung tranh là 3 phân. Có hai móc của con mình về bắt lên tường giùm em nha. Tùng hạt Trường Xuân rất là đẹp nha. Bức này cũng từ 40-50 năm chứ không dưới nha bà con. Ở hàng thì có size báo bà con bệnh gì nha, đây mặt phía sau lưng cũng được gia cố rất là chắc chắn và chặt chẽ luôn nha bà con, cho bà con mình về mình xài sử dụng thời gian lâu dài nó không bị lỗi lầm nha. Họ thì cái bức tranh này em giao lưu với giá cho bà con của mình chỉ là 8,5 triệu thôi. Họ bức này khá bự nha bà con, 8,5 triệu về những hàng này em sưu tầm được giá mềm, em để bà con mình giá mềm nha, chứ thông thường những bức này là 10+ triệu lên nha bà con. Đó. Rồi đến với mã số 3N này là một cái đĩa tranh gốm sứ Tàu nha, hàng vẽ tay. Đó, bà con mình xem nha, đĩa trưng bày rất là đẹp, đặc biệt cái đĩa này rất là to. Đó, tích này là Bát Tiên Quá Hải nha, 8 vị tiên. Đó. Trên đây là giống như là những ngọn núi nha, à, những cái cung đền rất là đẹp nha bà con. Ở dưới đây vẽ là những cái chú ngựa. Đó, những chú ngựa và những cái vị tiên gửi lên nha. Đó, nhìn rất là hồn luôn, mặt mày sáng sủa sáng láng không hề bị lem luốc luôn nha. Vẽ tay 100% bao bà con mình là chuẩn Tàu. Đó, tuổi đời cũng chừng 20-30 năm đổ về thôi. Nó hàng thì em báo cho bà con của mình thì bà con mình yên tâm nha. Cái này đường kính nó tới 98 mà nha bà con. Nó chiều cao luôn, cái đế gỗ nó luôn từ mặt đất luôn á thì nó lên tới là 1,2 m. Rất là to, cái đĩa này là từ hai người khiêng nha. Dày của nó khoảng 1 phân, 1.5 phân trở lên. Ở mặt sau lưng đây bà con mình xem. Hàng thì nói chung là không hề bị tóc gió nước vẻ nha. Vì hãng hàng này thì em cũng đã sưu tầm, em lựa coi xem rất là kỹ rồi thì em mới sưu tầm về. Đó. Đường kính nó 98 nha bà con. Chiếc đĩa này em giao lưu với bà con của mình có giá là 11 triệu nha. 11 triệu bao ship tặng nhà cho bà con của mình luôn. Rất là nặng nha bà con. Và đến với mã số tiếp theo 4N là một cái cây tủ trưng bày nha. Được khảm chi tiết tức là những cái dây nho rất là đẹp. Đó, bà con mình xem cái tủ này đặc biệt rồi. Màu giữa nè, bà con mình xem giùm em nha. Đó là vàng chanh, xung quanh là 7 màu lóng lánh nữa nha. Rất là đẹp nha. Cây này nói chung là dày dặn cứng cáp, không chơi vào đâu, về bà con mình chơi đồ trưng đồ vô nha, những cái vật dụng của mình. Chiều cao cái tủ này thì nó lên tới khoảng là 1m97 nữa nha. Đó, tới cái đỉnh mão luôn, 1m97, hàng liền lạc tới chân. Đây, chiều dài, chiều rộng như dài như thế này thì em đo nó khoảng 95. Đó. Còn cái chiều rộng là 37 nha. Đó, cái chiều ngang thế là 95 nha bà con. Đó, chiều rộng ra 37. Đây bà con mình xem những cái đường người ta khẩm tơ tóc đây bằng sợi chỉ thôi nha. Đó, ốc cát bà con mình xem không chê chỗ nào luôn, dày dặn cứng cáp. Đặc biệt với cái tủ này rất là nặng nha bà con, không hề nhẹ đâu nha. Bà con mình nhìn như thế nó rất là nặng. Ở bên dưới có hai cái hộc tủ bà con mình đựng đồ, khay đồ. Đó. Rất là dày, những cái đấu tủ này cũng rất là dày, từ 4-5 phân nè. Đó, bà con mình xem 4-5 phân luôn nha. Đó, mặt bằng cái ngăn kính của nó bà con mình có thể đựng được rất là nhiều đồ để trưng bày nha, những vật quý giá của mình. Đó, rất là nặng. Cái này em giao lưu với bà con của mình giá là chỉ 28 triệu thôi nha, 28 triệu đồng. Bao ship tặng nhà cho bà con của mình, giờ cứ kiểm tra hàng, kiểm tra hàng lập tức liền lạc thì bà con của mình nhận giùm em. Đo thông số chưa là. Đó, bà con mình xem giùm em rất là đẹp nha. Cái này thì em cũng đã đo thông số cho bà con của mình đầy đủ hết rồi, mình xem. Đó. Rồi mã số tiếp theo số 5 này là một cái bức tranh lệch nha bà con, tranh lệch tích chim hoa. Đó, một cái đôi chim nguyên ương rất là đẹp nha, tích là bà con mình xem. Đó, gõ gõ thẩm ốc Singapore, bức này bức cũ nha. Đó, bà con mình xem theo thời gian 5 tháng. Đó, một cái đôi chim nguyên ương nha, bên dưới là những cái câu đối là chúc mừng năm mới. Đó, bà con mình xem nha, rất là đẹp. Chiều cao của bức tranh này thì nó lên tới khoảng là 60. Và chiều rộng bức bằng ngang bức tranh này là 40 nha. Dày cái bức tranh thì nó nằm tầm khoảng là 3 phân miếng giữa liền khối nha bà con. Dày mình ấp cái lốc lịch lên nữa nha. Ở bức này nhìn rất là hồn nha. Ở hàng xưa nha. Giá là 2.600.000 nha bà con, 2.600. Ở quà bức bên đây là một bức tranh là Tết thiếu nhi. Đó, thiếu nhi vui xuân nha bà con. Này là ốc bằng tranh theo thời gian 5 tháng. Những hàng này đều là hàng cũ hàng xưa hết rồi nha bà con. Đó, bà con mình xem giùm em nha, rất là đẹp. Đó, khẩm là những cậu bé nha, đang nô đùa. Vui sinh, chiều cao này là 60, ngang này là nó 50 nha bà con. Đó, dày cũng 2.5-3 phân thôi, miếng giữa cũng liền khối. Ốc thì bà con mình xem nha, màu hoàng chanh. Bức này có giá là 2.600.000 nha, 2.600.000 đồng, bao ship tặng nhà và bao kiểm tra hàng. Đó, về bà con mình kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng giùm em. Đó, hàng đúng chuẩn hàng bà con mình nhận nha. Mã số 7 này là một cái bàn trang điểm nha bà con. Bàn trang điểm rất là to lớn luôn. Đó, bà con mình xem giùm em, được thẳng kính luôn nha. Bàn này nó rộng lớn hơn những cái quà gòi em giao lưu luôn á bà con mình xem giùm em. Đó, ốc là khỏi treo vào đâu, miếng trên là nó liền, bà con mình xem người ta khẩm nè. Đó, những cái hoa rất là đẹp. Chiều cao thì em đo tới cái đỉnh mão đó, nó lên tới là khoảng 1m67 lần, rất là to, tới 1m67 lần nha.
Còn cái chiều ngang chỗ rộng nhất ở dưới này là nó tới 1m16. Mặt bàn ngang này là 1m19 nha bà con. 1m19. Còn cái chiều rộng này ra là nó khoảng 48 nha. Từ vị trí mặt đất trở lên là nó khoảng 67. Đấy, hai có hai học hai bên để đồ luôn. Cái này chiều dày của nó khoảng 2 phân. 2 phân nha. Đó, ốc là không hề bị lỗi lầm bong chóc luôn mà con mình xe dùm em. Hai bên ha. Hai học tủ rồi bà con mình để trang điểm nữ trang. Đó, những cái chân này thì nó dày lên tới khoảng một tấc, gần một tấc luôn nha. Bốn chân nhìn rất là dày dặn và cứng cáp. Gỗ là gỗ gõ, ốc là ốc Singapore. Đó, con mình xem. Đó, rất là to nha. Cái bàn này rất là to, cũng chiều cao là 42. Đường kính mặt đôn này là khoảng 32 nha. À, khẩm những cúc dây và con mình xem xung quanh dìm đi nha. Bốn cái chân cũng là đầu lăn đuôi cá luôn. Cái này về bà con của mình sưu tầm về mình tặng cho bạn bè người thân hoặc là bà xã của mình nha. Những người mà thích làm đẹp thì người ta rất là thích nha bà con. Đó, những người phụ nữ đa số thì những người thích làm đẹp bàn trang điểm như thế này nha, rất là rộng rất lớn. Giá giao lưu bà con của mình là 26 triệu thôi nha. 26 triệu em bao ship cho bà con của mình là tặng nhà luôn và bao kiểm tra hàng cho bà con của mình luôn nha. Đây và mã số 8 này là một cái chiếc đồng hồ ở một cái chiếc mà điện thoại nha, điện thoại nha bà con, điện thoại dây xưa nha. Cái này nói chung là hàng cũng là nói chung là hàng này á, không phải là hàng cổ hàng xưa. Đó, hàng này phục chế lại thôi. Đây bà con mình xem giùm em nha. Đó, hàng này nói chung là vẫn còn xài sử dụng được luôn. Đó, bà con mình có thể kết nối dây điện thoại có dây mình xài được bình thường nha. Hộp gỗ ha. Hộp là hộp gỗ đây. Đó, vẫn còn dây chui mình ghim vô bình thường. Hàng này nói chung gần 20-30 năm trở lại đi thôi chứ không phải hàng cổ hàng xưa gì đâu nha. Đó, Chicago nha bà con. Đó. Đây bà con mình xem quay một vòng bà con mình xem nha. Vẫn xài được bình thường. Mình về mình trưng đề co thôi cũng rất là đẹp nha bà con. Mình trưng đề co thôi cũng rất là đẹp nha. Đây. Cái này thì nó chiều cao thì nó tầm khoảng là 24 thôi, ngang tổng cái này chừng 20 cũng là 23 thôi nha. Đó, hộp gỗ chiều dài này là khoảng 23, rộng ngang là khoảng 15. À, Chicago bà con mình xem giùm em nha. Đó. Hàng phục chế cái này em giao lưu là giá 3.800.000 nha bà con. 3.800.000 nha. Đó, rất là đẹp. Mà mình trưng đề co thôi cũng rất là đẹp nha. Và đến với mã số 9N là em có một cái bàn tính. À, một cái bàn tính nha bà con, xem chất liệu là gỗ đặc biệt người ta khẩm như ngày xưa. Cái này hàng chuẩn xưa nha, cái này người ta khẩm những cái đồng xu, cái đồng tiền xưa luôn á. Cái này là những cái con này bằng đá nó còn đầy đủ hết, không bị mất chỗ nào luôn. Đó bà con mình xem nha. Chiều dài này em đo nó khoảng là 42, chiều ngang là khoảng chừng là 14.5 nha, tầm khoảng 15 phủ bì á. Nó dày cũng từ 2 khoan, này là bằng đá hết nha. Khung là khung gỗ bà con mình xem đây. Đó, rất là đẹp nha, hàng lành tích liền lạc. Cái hàng này là từ 4-50 năm, 3-40 năm trở lên chứ không dưới nha bà con. Này lo sưu tầm được một cái nha. Cái này nha, giá là 1.200.000. Đó, 1.200.000 bao ship cho bà con của mình luôn. Mã số 10N này là một cái ống nhòm. Đó, ống nhòm lưng đôn, hàng này là hàng Âu nhập nha, nhưng mà hàng cũng gần đây. Đó, bà con của mình xem rất là đẹp. Và hàng này vẫn xài được bình thường, bọc da nha, bằng đồng bọc da. Đó, bà con mình xem nha. Đây. Đó, cái hiệu này nằm trên đây nha. Cái chiều dài này em đo nó khoảng là 47. Cái hoành thì nó tầm khoảng 17 thôi. Đó, vẫn xài sử dụng được luôn. Bà con mình xem về cứ kiểm tra hàng giùm em. Đó, mình chỉnh là mình dặn đến cái này nè, nó sẽ xa gần nha bà con. Đó, bà con mình xem rất là đẹp nha. Đó, bọc da đầy đủ. Cái này em giao lưu là giá 1.900.000 thôi nha. 1.900.000 đồng nha bà con. Đó, làm tích liền lạc hết. Rồi mã số tiếp theo, số 11N. Đây. Đây là hai ông thần tài và thổ địa bà con của mình xem nha, Hữu Duyên và Quan Hỷ. Đó, hôm nay mình Hữu Duyên mình gặp được hai ông này. Đó, mình sưu tầm về, mình thỉnh về trong nhà. Đó, mình thờ cúng trong nhà rất là tốt nha. Đấy bà con mình xem, mang cái tính chất phong thủy, tài lộc, tiền tài về đến cho mỗi nhà của mình nha bà con. Đó. Chiều cao này em đo một ông khoảng 19 thôi nha. Đây, cái hoành đế như thế này thì khoảng 43. Miệng lúc nào cũng luôn vui vẻ và tươi cười, mang tài lộc may mắn đến cho gia đình của mình nha. Hai em đồng này bằng đồng thì đồng cũ này nặng cũng khoảng chừng em độ khoảng 4-5 kg trở lên nha bà con, chứ không dưới nha. Đây, rất là đẹp đó, thần thái. À, hai ông này em giao lưu là giá 2.200.000 nha, 2.200.000 đồng nha bà con. Đó. Rồi mã số 12 là một cái chiếc nón. Đây là một cái nón hội đồng nha. Hội đồng này không có hàng phục chế rồi thôi, chứ không phải hàng cổ hàng xưa nha bà con. Hàng có sao thì em báo trước bà con mình cứ yên tâm. Đó, và thoải mái có thể mình sưu tầm về mình trưng đề co, mình trưng bài, mình vẫn xài sử dụng được luôn nha. Đó, cái đường chiều dài này em đo là khoảng 34, lọt lòng thì nó khoảng chừng là 21 thôi. Đó, bà con mình xem bằng nhựa nha. Cái nón này giá chỉ có 600.000 thôi nha bà con. Nón hội đồng 600.000 nha.
Rồi mã số tiếp theo là số 13 là một cái chậu ngũ sắc. Bà con mình xem tích này là thuận bòm xuôi gió nha. Đấy, thuận bòm xuôi gió, mình về mình trưng bài, mình đựng nước phong thủy trong nhà rất là tốt. Mình trồng hoa sen hoặc mình làm cái chậu rửa tay rửa mặt vẫn được luôn, mình nuôi cá vẫn được nha. Đường kính phủ bì 43 nha, lọt lòng là khoảng 34, chiều cao là khoảng 15 thôi. Nó hàng lành tích liền lạc hết, ngũ sắc rất là đẹp. Đó, chôn đế đó bà con mình xem giùm em. Đó, cũng được đã vẽ màu phía sau lưng luôn. Giá em giao lưu là 2,5 triệu nha bà con, 2,500,000 nha. Mã 14 này là em có một cái trò ba chân, trò đầu gồng ba chân nha. Đây, trò này người ta là đều là ghép mỏng hết nha bà con. Đó, ba cái chân là nguyên ba con gồng liền lạc nhau. Về bà con mình có cái đĩa mà để lên để gốm hoặc để gỗ á, mình trưng bày những trái cây ngũ quả những ngày Tết đó nha. Đó, đặc biệt cái trò này cũng từ 20-30 năm trở lên nha bà con. Đó, được vệ sinh sạch sẽ toàn bộ gỗ gõ. Chiều cao là 43, chiều ngang này là khoảng 29 nha. Còn cái chiều dày mỗi con gồng ngang là từ 2 phân trở lên. Đó, bà con mình xem chạm hoa văn chi tiết rất là đẹp. Đó, cái trò này có giá là 2,4 triệu nha, 2,4 triệu. Đó, được chạm nha bà con, chạm đục hoa văn rất là đẹp. Đây, mã 15 thì cái trò này được khảm ốc luôn, tứ diện hết luôn nha, từ đĩa có đĩa luôn. Đó, có đĩa và chân được khảm luôn, bà con mình xem giùm em. Ốc màu lóng lánh rất là đẹp, gỗ gõ nha bà con. Đó, về bà con mình trưng trái cây ngũ quả lên đây. Chiều cao tổng cái trò này khoảng là 42, đường kính cái mặt chĩa này là khoảng 30-36 nha. Đây, còn chiều dày hình cái chân này ra là nó rơi tầm khoảng là 13 lận. Đó, bà con mình xem giùm em, chim hoa, đục hoa mai chim rất là đẹp nha. Đây, đó, không chê vào đâu. Để là liền nguyên khối được khẩm ốc luôn. Đó, nguyên bộ như thế này giá em giao lưu là chỉ có 6,5 triệu thôi nha. 6,500,000 nha bà con, bao ship và bao kiểm tra. Mã 16 là em có là một cái khay trà gỗ gõ được chạm tứ diện nha. Bà con xem, 4 chân quỳ. Về bà con mình kết hợp với những bộ trà vào giùm em nha. Chiều ngang là khoảng 22, tổng chiều dài là 32, chiều cao lên là khoảng 9 phân thôi. Đó, gỗ gõ được đánh bóng bạc ni sáng bóng sạch sẽ luôn. Cái này giá chỉ có là 800,000 cho bà con của mình thôi nha. Đó, 800,000 thôi nha bà con. Hàng này nói chung là em cũng để giá hữu nghị cho bà con của mình lại luôn. Đó. Mã số tiếp theo, số 17 này là một cặp, này là một cặp voi, voi đồng nha bà con. Đó, đồng này là đồng cũ nha. Bà con mình sưu tầm, mình trưng phong thủy trong nhà cũng rất là tốt. Đó, vì voi rất là hiền, mình có thể trưng đặt vào vị trí trong nhà rất là hợp nha. Đó, thì cặp voi này nặng lên tới là từ 60 kg lên nha, em cũng đã đo rồi ở cân rồi nha bà con, 60 kg lần. Với tổng cái chiều dài này thì em đo nó lên tới là khoảng 85 nha. Đó, và chiều ngang như thế này, chiều ngang chỗ lớn nhất khoảng 45 lần, rất là to. Đây, quanh bụng mỗi chú voi là khoảng 81. Đó, mỗi một con thì nó nặng lên tới 30 kg cho lên nha bà con. Đó, bà con mình xem giùm em, chất liệu là đồng cũ hết nha. Đó, một cặp 60 kg rất là to và nặng nha. Đây, đó, rất là đẹp, nhìn rất là hồn luôn. Đó, đây bà con mình xem, mình có thể lên cởi ngồi được luôn đó nha bà con. Đó, đôi voi này em giao lưu với giá bà con của mình là 27 triệu, bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha, nặng 60 kg. Ở giờ cuối clip bonsai là Nguyên cũng xin mến chào bà con, chân thành cảm ơn bà con của mình đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Giờ cũng xin kính chào, hẹn gặp lại ạ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em nha. Các bà con theo dõi kênh thấy hay hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ để ủng hộ động lực cho tụi em nhé bà con.